thằng Andy. Con đi qua đây cho mẹ không? Bỏ cái tay ra. Oh, dog, I want to pet it. Hello, can I pet your dog? Nó cắn mày chết mẹ mày luôn. Are you okay? If she comes out of there, maybe give her a treat. Give her a treat. Can I pet your dog? Yeah. Trời, nó có chiếc xe nhỏ chưa? Đây là đường thuyền. Chắc chỗ này người ta câu lát sợ nhiều lắm này. Đẹp quá. Đẹp quá.